thể vì sao chúng nguy cơ mất nước càng cao hơn, nhưng để chúng em biết nó sẽ làm tốt hơn bằng cách nào ngoài đồng ý. Mặt khác, do Nga đã nói đến lĩnh vực thương em anh phải đổ tội cho ông Đức Ê xin mệt mỏi. Vì sao người Đức phải đổ tội cho người Tổng Triều Tiên? Tên này chỉ biết là ông Ê xin từng gửi thư đến nhiều người chắc chắn có ý đồ đến Nhật Bản. Xem nào, cái đầu thấy là bao nhiêu? Cái đầu, cái thân được chứ biết là... Này mua về, về mua thuốc kháng sinh nó cũng hả em? Dạ chị, kháng viêm nó sinh uống khoảng 3 ngày giờ mà em đi chị. Tại vì cái này nó cũng hơi xâm lắng một tí, nên là phải uống để cho nó khỏi bị viêm đó. Lỡ mà nó gì nó cũng đỡ. Uống cho ăn băng thôi, cái thật ra cũng không cần uống nhưng mà thôi uống cho uống chắc. Tại về bán đau quá vậy mà thấy bị trắng mà về có hàng ngày thì rửa không? Không được bằng nước với chị nghe. Vì cái vết thương này, vết thương sâu á chị, ý là chị, ý là hằng ngày sát trùng đỏ hả chị? À rồi. Đỏ thôi nghe chứ không có nó rồi rồi khỏi luôn, vết đỏ thôi. Chị rửa sơ qua cái chị lau cho sạch bằng nước muối cũng được, chị rửa đỏ trước. À xong cái chị ấy xong rồi không có băng nhiều chị nghe. À trừ chị băng một ngày đi thôi, ngày mai không có băng. Ngày mai là chị có rửa bằng cái nước đỏ này vậy thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Xong rồi lau sạch cái nhiều, muối. Chị băng nhiều là nó không có lành đó. Không có tốt á. Vì làm cái này là làm bằng ấy, không có cái lớp máu. Làm cái lớp máu đó lại bảo vệ cái phía trong của nó. À, dạ. Nhưng mà nó khô á. Da em đang bị khô. Nó mụn bị lì. Cán bị da chim. Cục này là đau này. Thế xong rồi đắp mặt cho bé hả? Chưa đắp mặt. Sao đừng đắp mặt nữa. Không phải đắp mặt hả? Dạ. Mà ý là băng lại đó bình thường lắm. Mà giấy ăn viêm nhiều hơn hậu. Chị thấy cái vùng này. Dạ. Cánh nào vô hết cái mặt bé đi. Cánh nào vô hết cái vùng này này. Chính xác. Thank you.
To rồi chị. Tối đi được không chị? Có chị. Thôi vậy lo bao nhiêu tiền luôn chứ nghe. Ngồi dậy để mình đưa năm xích. Xong rồi, cứ ngồi dậy bình thường nhỉ? Ngồi dậy ra. Đi qua thì biết mà, để đi 5 năm rồi.
ơi. À cái mặt bé này bây giờ có phải bôi thuốc gì không? À có chị, chị mua cho bé. Để chờ em nói nè, tại vì mặt bé làm bị cũng hơi nặng nay nhá. Nhưng mà được á, chị mua cho bé cái bình serum. Mà bình serum này là bình serum sẽ ít hơn đắt. Thank you.